trương dương bởi vì nhân tố bất khả kháng mà được chọn vào trò chơi sinh tồn tận thế cũng may hắn thức tỉnh chính mình ngón tay vàng hệ thống còn không đợi hắn vui vẻ vài phút hắn đột nhiên phát hiện hệ thống của mình có chút tà môn khi hắn dự định ra cửa lúc hệ thống nhắc nhở ngươi xác định muốn ra cửa bên ngoài chính bồi hồi một con trưởng thành thực thi quỷ khi hắn muốn ngủ hệ thống nhắc nhở làm gì vậy đều chuyển chức còn ngủ nhanh xếp bằng minh tưởng. Hiệu quả so với ngủ tốt hơn nhiều. Khi hắn ban đêm ra ngoài thăm dò lúc, hệ thống nhắc nhở u ảnh áo choàng là có thể ở ban đêm ẩn tàng khí tức của ngươi, để tránh bị quái vật phát hiện. Cho nên chúng ta có thể hay không đem ngươi cái kia sách theo đại khảm đau móng heo rụt về. Trong lúc bất tri bất giác, trong lúc hệ thống nhắc nhở căng nhằn, Trương Dương là người đầu tiên an toàn đi ra khỏi khu vực tân thủ nguy cơ tứ phía người thứ nhất lên đỉnh trung cấp khu vực bảng xếp hạng người mới. Chậm rãi, một ngày nào đó, hắn đột nhiên phát hiện hệ thống nhắc nhở rất ít xuất hiện thời điểm, hắn mới giật mình nhận ra mình đã đăng đỉnh vương tòa, xưng bá tận thế trò chơi. Chương 1 Tận thế trò chơi sinh tồn buông xuống Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 2 Muốn giàu, trước tiên đốn cây bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Thứ nhất Bảo Rương Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Đi săn biến dị lan Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Chuyển chức đạo cụ bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 6 Sách kỹ năng bí mật Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 7 Thăng cấp rồi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 8 Lớn nhặt nhành chỗ tốt Thăng liền hai cấp bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 9 Tháng T Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 10 Năm cấp Trò chơi đổi mới Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test.